Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Nếu như đây là lần đầu tiên hay anh em đã xem kênh của em rồi mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng của chuông để mỗi khi em ra video mới, tất cả các anh em sẽ là người đầu tiên xem được những chút video, sưu tầm được những bản đồng hồ cổ vintage xưa cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ giá trị bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một bản đồng hồ dáng tanh rất là đẹp. Và cái dáng đồng hồ này ấy, là một trong những cái thiết kế bất hủ và cũng như là độc quyền của cái thương hiệu Engie này, cực kỳ là tuyệt vời anh em nhé. Và một bản đồng hồ cổ được sản xuất vào những thập niên 60, nguyên zin chính hãng. Và anh em nhìn thấy cái sợi dây của nó nhé, cũng là một cái sợi dây tây chiếc đồng hồ nguyên bản từ bên nước ngoài về, nó có gì đặc biệt. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bản đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu anh em nhé. Một bản đồng hồ với một cái dáng cực kỳ đẹp. Và anh em nhìn này, tổng thể nguyên bản complete rất là sang trọng đó. Và bản đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các anh em đến từ một cái thương hiệu Engie anh em nha. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay, được sản xuất vào những thập niên 60, cực kỳ là đẹp với một cái dáng thiết kế vô cùng là nam tính, vô cùng là mạnh mẽ anh em nha. Đó, anh em cùng chiêm ngưỡng này bản đồng hồ Engie này. Đó, khung vỏ bọc vàng nha, lớp vàng còn rất là đẹp anh em nhìn nha. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, được làm từ thép nguyên zin anh em ạ, nhúng zin. Và tổng thể nguyên bản. Và bản đồng hồ này nhá, đai hồ nền mặt của nó trắng nguyên bản này anh em nhìn thấy không. Và nó trải tia bắt sáng rất là tốt, các cọc số nổi rất là đẹp đó anh em nhìn thấy không. Logo Engie này nổi trên cái đai hồ nền mặt và chạy với bộ máy tự động cực kỳ là bền bỉ, chạy hoạt động chuẩn xác anh em nhìn thấy không. Từ kim cọc này đến cái đai hồ nền mặt nó mới tinh, gần như là không có cái nét thời gian nào hiện hữu trên cái chiếc đồng hồ Engie này anh em ạ. Đó, dây của nó này anh em nhìn thấy cái sợi dây của nó làm phá cách cực kỳ là chất lượng luôn, nó mềm lắm anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 31.5 mm, nên tay dáng tròn nó khoảng 34.5 anh em nhé, mỏng 11 mm. Và bản đồng hồ này cũng là một trong những cái chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo, cực kỳ sang trọng bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em dày công siêu tầm để gửi đến tất cả các anh em. Đó là một trong những cái chiếc đồng hồ mà nó cũng là một trong những cái kiệt tác của thời gian. Anh em nhìn thấy nước vàng đẹp không? Và em cho tất cả các anh em chiêm ngưỡng cái bộ máy ấy. Bộ máy của bản đồng hồ này nó này cực kỳ mới luôn anh em ạ, mới tinh luôn anh em nhá. Đó, chơi những bản đồng hồ cổ này thì nó là một trong những cái giá trị thời gian, cái giá trị sưu tầm rất là cao anh em ạ. Họ 60 tuổi rồi, anh em nhìn thấy bộ máy nó hoạt động cực kỳ mượt mà và chuẩn xác anh em nhé. Đó, đáy của nó này, logo này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và anh em nào mà yêu thích cái bản đồng hồ này thì inbox trực tiếp cũng như gọi điện trực tiếp, số điện thoại hotline em để ở phía bên phải màn hình anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đẹp và chất lượng anh em ạ. Đó. Và bản đồng hồ Engie này thì bên em đang giao lưu nhé, là 5.200.000 đồng anh em ạ. Anh em nào yêu thích bản đồng hồ này thì inbox cũng như trực tiếp cho em 5.200.000 đồng nhé, cho một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng 100% anh em ạ. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video của em.